Ok, bây giờ mình muốn create một cái Windows 10 USB để mình install cái Windows 10 ha. Thì mình vô cái Microsoft Support này nè. Create Windows 10 bootable thì nó sẽ ra cái thằng này, alright. Thì nó ra thằng này, mình vô Windows 10 này. Install media xuống. Ok, thì là mình bỏ nó vô download đi. Ok. Bỏ vào trong cái computer của mình, cái USB á, thì mình phải bỏ vào một cái 8 GB ha. Rồi mình run nè. Thì nó sẽ bật lên cho mình. Ok, accept nè. Ok, bây giờ mình create nè, mình không có upgrade gì nữa nha. Mình create nè, cái USB drive nè, mình bỏ vô rồi nè, thấy không? 64 bit, ok. USB flash drive nè, ok. Đó nè, mình đã có một cái cũ rồi, ok, nhưng mà mình vẫn dùng cái này, mình làm cái mới đi. Ok, như vậy là xong rồi đó. Khi nào mà nó xong nó sẽ báo cho mình biết. Sau khi nó xong, rồi đó thì là mình chỉ có close nó lại thôi. Và khi mà mình nhìn vào trong cái Explorer đó, khi mình mở nó ra đó, mình sẽ thấy tất cả những cái setup của cái boot disk của mình, nó USB 8 GB đó. Mà thật ra đó nó chỉ có xài 445 GB thôi, tức là mình cũng vẫn còn nhiều 3 GB. Ok, thì mình sẽ dùng cái này để mình boot vào cái computer của mình mỗi lần mà mình bị problem với cái computer, ok, hoặc là mình muốn install cái mới.